Hôm nay là chủ nhật mà. Nào cả lớp, cô tò mò một chút là các em đã bao giờ tự hỏi một ngày của mẹ mình sẽ diễn ra như thế nào chưa? Chưa. Vậy thì cuối tuần này các em sẽ làm một bài tập ngoại khóa mà chắc chắn các em sẽ nhận ra nhiều điều bất ngờ. Đó là quan sát và miêu tả một ngày chủ nhật của mẹ. Trời ạ! Cô tin chắc rằng giờ sinh hoạt lớp tuần sau, các em sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ với các bạn trong lớp đấy. Một ngày của mẹ có khác một ngày của bất kỳ bà mẹ nào trên trái đất này đâu. Thật là chán ngắt. Chẳng nhẽ cô giáo không có đề bài nào khác thú vị hơn à? Như là mô tả một ngày của người ngoài hành tinh chẳng hạn. Ki dậy rồi đấy à? Mẹ nấu cháo rồi đây này. Vào đây hai mẹ con mình ăn sáng đi. Bố và chị vừa về quê thăm ông bà rồi. Đại cháo à? Con chẳng thích ăn cháo đâu. Mẹ biết là con thích ăn mì gói cơ mà. Mẹ không cho con ăn thứ con thích. Chẳng thương con được cả. Nhưng mà ăn nhiều đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe con ạ. Còn cháo nhá, ăn buổi sáng rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Đấy nhá, mẹ thương con nên mẹ mới nấu cháo cho con ăn đấy. Nhưng mà mẹ vẫn bảo bố là đường đi đến trái tim của một người đàn ông là phải đi qua dạ dày đấy thôi. Mẹ muốn đi đến trái tim của con thì mẹ phải đi qua dạ dày của con đã chứ. Được rồi, hôm sau mẹ sẽ nấu cho Ki món con thích mà vẫn đảm bảo cho sức khỏe. Còn hôm nay nhá, con cứ ăn cháo đi đã. Mà trưa nay mẹ phải sang nhà bác Hiền giúp bác ấy mấy việc nên sẽ về muộn. Ki ăn xong ra phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa luôn nhá. Vâng ạ. Trông mẹ cứ nhiều siêu nhân ấy nhỉ? Đúng rồi, mình phải ghi điều này vào bài tập cô giáo tò mò mới được. Mẹ ơi, để con gọt khoai cho. Nhưng mà con phải cẩn thận đấy nhá. Lần trước mẹ dạy con cách gọt, con có nhớ không? Nhớ chứ à, con là Ki trí tuệ mà mẹ. Trời ơi, con gọt phạm quá rồi. Như thế này thì mình sẽ không có đủ khoai để ăn đâu con ạ. Thôi để mẹ nấu cơm. Con ra lấy nốt chỗ hoa quả kia ra ngâm nước muối cho mẹ. Mẹ ơi, sao phải ngâm nước muối hả mẹ? Để loại bỏ bớt chất độc đi con ạ. Chất độc á? Chất độc có phải gây ung thư không hả mẹ? Chắc bởi ung thư phải lon quái vật khủng khiếp lắm phải không mẹ? Chắc nó rất to và gớm ghiếc nên ai cũng sợ. Vì hôm qua, bạn Minh lớp con đến lớp, bạn cứ khóc sụt sùi, bảo bà bạn ý bị ung thư tấn công. Nhà bạn ý ai cũng khóc, bạn ý cũng khóc, bố mẹ bạn ý sợ quá đi mất. Ung thư không phải là con quái vật, mà nó là một căn bệnh rất nguy hiểm, cũng đáng sợ không kém gì quái vật con ạ. Thế mẹ có sợ nó không? Có chứ, ai cũng sợ, mẹ cũng thế. Con ơi, bây giờ mẹ mang rổ nghệ ra hiên phơi nắng nhá. Nếu mà ở nhà thấy trời mưa thì cất cho mẹ nhá. Đắng thế mẹ, mà mẹ phơi nghệ làm gì thế ạ? Để làm thuốc chữa đau dạ dày cho ông. Nghệ làm thuốc chữa đau dạ dày rất tốt con ạ. Sau này mẹ mà đau dạ dày, con cũng phơi nghệ cho mẹ nhé. Con cứ ngoan ngoãn, không khiến mẹ nhiều phe đau tim, đau dạ dày thì mẹ không cần đến thuốc gì hết. Thời gian trời lâu thế, bao giờ mới hết chiều? Hết nhanh thế, đọc veo cái đã hết rồi. Cậu mà không mở cửa thì đừng bao giờ nhìn mặt chúng tớ nữa đấy. Cậu quên là hôm nay bọn mình thách đấu tăng bằng với bọn Long Nhông hả? Tớ xin lỗi nhé. Tại hôm nay cả nhà tớ đi vắng nên tớ phải ở nhà chung nhà. Cả nhà đi vắng. Yeah, thế giới này là của riêng chúng ta. Thôi được rồi, vì tin tuyệt vời này mà bọn tớ quyết định sẽ tha thứ cho cậu lần này. Đúng là loại bìm bìm tớ thích nhất. Yeah! Chạm tới đây! Chạm tới đây! Hơn một nửa số chuyện tranh nhà cậu là của cậu mượn tớ chưa trả. Hôm nay tớ sẽ mang về hết. Chạm tới đây! Chạm tới đây! Yeah! Chạm
từ đây. Mưa to quá. Để con giúp mẹ cho. Con hãy lên phòng ngồi yên trong đó và nghĩ về những việc làm của mình trong ngày hôm nay. Thế là giúp mẹ rồi đấy. Cô giáo nói đúng thật. Sao trước đây mình lại nghe một lời của mẹ thật là chán nhỉ. Không biết những ngày khác thì mẹ phải làm nhiều như thế nào. À, đúng rồi. Từ hôm đó tớ đã nghĩ ra một sáng kiến. Để công việc mỗi ngày của mẹ ngắn lại, tớ đã thiết kế 3 tờ danh sách việc làm cho bố, chị Moon và tớ. Chắc chắn danh sách việc của mẹ sẽ ngắn lại cho mà xem.